cái chết bí ẩn tại căn phòng số 15 của một nhà trọ thuộc khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau. Vụ án nghiêm trọng làm chấn động dư luận nơi đây. Lực lượng chức năng nhận được tin báo khi tử thi đã có dấu hiệu phân hủy. Nguyên nhân cái chết do đâu? Tại sao nạn nhân lại tử vong trong phòng trọ này? Ai là kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân tàn nhẫn như vậy? Để có được câu trả lời, đội điều tra công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng vào cuộc. Ngay sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, một cuộc họp án nhanh chóng được triển khai để phân công lực lượng và đưa ra hướng điều tra cụ thể. Trung tá Hà Sơn Lâm, đội trưởng đội điều tra án xâm hại nhân thân thuộc phòng PC45 Công an tỉnh Cà Mau là người trực tiếp tiếp nhận điều tra vụ trọng án này. Tại cuộc họp, Trung tá đã thống nhất nhận định ban đầu về vụ án. Khi phát hiện được tử thi thì tử thi lại là bị giai đoạn phân hủy. Do đó khi trong quá trình khám nghiệm tử thi thì tìm những cái dấu vết để lại trên người tử thi thì nó không có. Đây có phải là vụ án hay vụ án giết người hay không, hay là một cái nạn nhân bị bệnh chết? Khi mà quá trình xác minh sâu, nó làm tỉ mỉ, làm rõ hơn thì mới xác định được nó có là cái dấu hiệu của tội phạm. Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp phá án, mỗi khi tiếp nhận một vụ án mới nào, Trung tá Hà Sơn Lâm luôn toàn tâm, toàn lực, dốc hết tâm huyết của mình vào công việc. Cũng như khi nhận thấy được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án lần này, anh cùng các đồng đội của mình cùng tập trung phân tích kỹ lưỡng các thông tin có được, quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng. Điều tra thì rất nhiều vụ án, nhưng mà có một cái vụ án mà tôi trăn trở nhất khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nó có nhiều cái nó tương đối là phù hợp với cái sinh hoạt mà tự nhiên của con người. Tại phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Cà Mau, qua kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân đã bị chèn ép ở vùng miệng và mũi, gây ngạt đường thở dẫn đến tử vong. Đồng thời, danh tính nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Nạn nhân là nữ giới, tên Bùi Thị Lý, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hiện cô đang làm nhân viên tại một quán nước thuộc phường 9, thành phố Cà Mau. Xác minh về mối quan hệ nhân thân của nạn nhân, rồi xác định về tài sản của nạn nhân, và vào thời điểm đó nạn nhân là đi với ai, cùng đi với ai làm gì. Nó cái xác định được đối tượng, xác định được nguyên nhân và xác định được đối tượng là một cái cực kỳ khó. Mọi manh mối về kẻ sát nhân vẫn còn khá mờ nhạt vào lúc này. Để thu thập chứng cứ, tổ điều tra đã cử trinh sát ngay lập tức đến nhà trọ để tìm kiếm các thông tin liên quan. Đồng thời, một mũi trinh sát khác đã tiếp cận quán nước nơi Bùi Thị Lý đang làm việc để làm rõ các mối quan hệ của cô. Nói thẳng là nói cái vụ này thì nếu mà nói vấn đề khó thì nó rất khó nhiều. Bởi vì nó mối quan hệ của nạn nhân là gái bán tiếp viên. Nó mối quan hệ nam nữ thì nó rất nhiều nữa. Chị Nguyễn Minh Tâm, chủ quán nước cho biết Lý làm nhân viên phục vụ bán nước ở đây được hơn nửa năm. Bởi do tính chất công việc nên cô thường tiếp xúc trò chuyện vui vẻ với rất nhiều khách đến quán. Chính vì vậy mà các mối quan hệ tình cảm của cô cũng khá phức tạp. Gần đây, chị Tâm để ý thấy nạn nhân có kết thân và gần gũi với một nam thanh niên lạ. Người này thường hay lui tới quán uống nước để gặp gỡ cô gái trẻ này. Họ cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện thân mật với nhau. Chủ quán còn cho biết thêm, trước khi nạn nhân mất tích, người thanh niên kia có tới quán ngồi đợi để chở nạn nhân đi chơi. Chị Tâm còn nhớ, lúc đó vừa hết ca làm, Lý háo hức diện đồ đẹp để được đi chơi với anh ta. Trên người cô vẫn còn đeo nữ trang như mọi khi. Chi tiết đắt giá này đã giúp xác định được động cơ của kẻ đã tàn nhẫn ra tay sát hại cô gái. Bởi khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng điều tra không tìm thấy bất kỳ tài sản nào trên người nạn nhân. Để làm việc để xác định được coi là ai là người quen biết với nạn nhân này. Quá trình đó thì trong làm việc với mối quan hệ của nạn nhân thì cũng có một số cung cấp tin tức là giấc chiều đó thì nạn nhân đi với một người đến quán nhậu xong rồi đi, cũng tả đặc điểm như vậy.
Thì mình từ đó mà mình mới từ cái căn cứ vào đặc điểm của đối tượng đó, mình mới đi xác minh theo cái hướng đối tượng có những cái đặc điểm như vậy. Cùng lúc đó, chủ nhà trọ nơi nạn nhân tử vong cũng đã thuật lại toàn bộ sự việc. Rằng chiều tối ngày 9 tháng 11 năm 2015, nạn nhân đi cùng một chàng trai tới đây thuê phòng nghỉ. Khi nhận chìa khóa phòng, giao chứng minh cho chủ trọ, chàng trai kia có đề nghị không được dọn phòng khi chưa có yêu cầu. Chính vì vậy, mãi tới 3 ngày sau, khi thi thể của nạn nhân đã bốc mùi, thì người này mới phát hiện đã có vụ án mạng xảy ra. Người chủ trọ cho biết cô không nhớ rõ người thanh niên kia ra ngoài vào thời điểm nào. Tuy nhiên, chị đã cung cấp một bằng chứng quan trọng để phục vụ cho công tác điều tra. Đó chính là chứng minh của anh ta. Vậy, kẻ sát hại cô gái phải chăng là người này? Liệu đây có phải là kế hoạch được hắn dàn dựng từ trước để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân? Một lần nữa, những suy luận của lực lượng điều tra đã được củng cố khi chị Tâm, chủ quán nước, đã gật đầu xác nhận người thanh niên trong chứng minh chính là người đến rước nạn nhân vào chiều hôm đó. Trước những thông tin thu thập được, bạn trai mới quen của bị hại Lý ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Lúc này, Trung tá Hà Sơn Lâm đã chỉ đạo trinh sát nhanh chóng dõi theo nhất cử nhất động của đối tượng này để thu thập thêm bằng chứng cụ thể. Trong thời gian này, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Vũ sở hữu khá nhiều tiền và tiêu xài khá phung phí. Hắn còn thanh toán xong khoản nợ hàng triệu đồng tiền chơi game tồn ứ cả mấy tháng này. Qua thăm dò, số tiền đó hoàn toàn bất minh. Lúc này, mọi nghi vấn về đối tượng Vũ đều có lời giải đáp. Nhận thấy đây là thời cơ vàng, không để đối tượng có cơ hội nhẫn nhờ tẩu thoát. Tổ điều tra công an tỉnh Cà Mau ngay lập tức phát lệnh triệu tập đối tượng về cơ quan điều tra. Nó đến mà khi mình xác định được chính xác là đối tượng này đang ở một cái địa điểm như ở khóm 9, phường 6. Vậy thì mình mới tiến hành xác minh và vây bắt. Khi đến thì đối tượng này luôn lúc nào nó cũng cảnh giác. Khi có đông người hoặc có từ 2 người trở lên là nó sẽ núp. Còn ban đêm thì nó sẽ lánh mặt. Ban ngày lánh mặt ra sau phía sau giường, còn ban đêm thì nó vô rất khuya, vô khoảng cỡ 22 giờ vô và nó núp trong phòng, nó đóng cửa lại, không tiếp xúc với người ngoài, và khi đi vô thì cũng tránh tình trạng mà những người ở chung ở gần đó phát hiện. Đến khi xa lưới, tên sát nhân này mới thuật lại hành vi tội lỗi của mình. Sơn vốn là một tên nghiện game online, lâm vào những trò chơi ảo tốn tiền thật này. Hắn càng ngày càng mượn nợ thêm nhiều tiền để đổ vào thú vui vô bổ ấy của mình. Bắt gặp Nguyễn Thị Lý trong một lần vô tình vào quán uống nước, thấy Lý đeo nhiều trang sức, Sơn bèn nảy sinh ý định làm quen, hòng tìm cách chiếm đoạt tài sản của cô gái để trả nợ game. Ngày hôm đó, trong lúc chờ chở Lý đi chơi, hắn liên tục nhận được các cuộc điện thoại đe dọa và đòi nợ. Một kế hoạch giết người ngay lập tức được dựng lên trong đầu tên sát nhân này. Vậy nên, sau khi ân ái với cô gái trong nhà trọ, hắn liền ra tay sát hại nạn nhân, đánh cắp toàn bộ số trang sức rồi bỏ chạy.
khi đối tượng mà giết nạn nhân xong rồi đã lấy hết tài sản của nạn nhân, sau đó rồi dùng chăn đắp lại làm một cái tư thế như nạn nhân ngủ rồi bị bệnh chết. Từ đó mà khi khám nghiệm xong để báo cáo lên lãnh đạo cấp trên để thỉnh thị xin ý kiến á, thì nó rất khó trong cái công tác giả thiết và nhận định của mình. Cuối cùng, kẻ thủ ác đã phải cúi đầu nhận tội. Đây cũng là lúc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các đối tượng nghiện game online. Đừng vì quá mê muội khiến bản thân trở nên ám ảnh bởi các trò chơi bạo lực để rồi dẫn đến những hậu quả khôn lường như trong vụ án này. Lúc mà khi phá được, xác định được đối tượng rồi, lúc đó trong lòng vui lắm. Lúc nào cũng nôn nao muốn đi bắt cho bằng được. Thì khi tìm xác minh đến điểm này, thì nói là không xuất hiện ở đây, mình mới tìm những cái khác là đi, có thể là không ngủ, đi suốt. Lúc đó mình cảm thấy mình vui, mình hứng khởi khi phá được một vụ án. Mà khi bắt được rồi về làm việc, mình cảm thấy mình càng hãnh diện hơn mình á, có như là thỏa mãn về cái nghề nghiệp của mình. Vụ án khép lại, ghi thêm một chiến công mới trong sự nghiệp phá án của Trung tá Hà Sơn Lâm. Với anh, thành công so với vụ án không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là lúc thở phào khi được dùng trí lực của mình để đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ sự bình yên cho xã hội. Đối với công việc của làm điều tra viên thì lúc nào cũng áp lực, nặng chịu trách nhiệm ở trên người. Bởi vì mình khi mà thực hiện nhiệm vụ mình điều tra một cái vụ án thì bắt giam giữ một con người, mình phải chứng minh con người đó có phạm tội hay không phạm tội. Cái mà băn khoăn nhất là khi tài liệu chứng cứ nó chưa được đầy đủ. Từ đó mình có nhiều cái băn khoăn lo. Có khi những đêm nằm mà ban đêm giật mình phải thức dậy chạy vô nghiên cứu hồ sơ để xem coi những cái tài liệu đó như đủ căn cứ chưa, chính xác chưa, lời khai nhận của đối tượng như vậy phù hợp với tài liệu chứng cứ mình quá trình điều tra hay không.